chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ở video này hôm nay, chúng ta sẽ thử tìm hiểu nhân vật DK ở season 16.1 với sự xuất hiện của một set đồ mới cực kỳ là hâm hố. Đó chính là set Maticot, như trên màn hình anh em đã thấy. Yêu cầu level mang được là 1200 và một cặp đao màu tím cực kỳ huyền ảo tên là Cyberhut, yêu cầu mang là 1100. Và hiện tại mình đang khảm dòng Harmony là đồng vàng, thì sức mạnh của em nó tối đa đạt được là 704 đao, một cái vũ khí cực kỳ là khủng bố. Thì đối với set đồ này và các vũ khí như vậy thì em nó có thể đạt được lượng đao bao nhiêu và có thể solo tất cả các map hay không mà không sử dụng Putnik. Khi mà anh em sử dụng Putnik thì yêu cầu tốc độ đánh của anh em cực kỳ cao và có thể mang lại được lượng Putnik tối đa, thì điều đó rất là đơn giản cho cái việc build. Nhưng mà không sử dụng Putnik thì đó lại là một vấn đề khác. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ build với nhân vật DK ở screen là 1198 với level là 1300. Thì tại sao là 1198? Thì đó là sức mạnh tối thiểu mà anh em có thể mang. Và ở đây khi mà được lên season 16.1 thì các vũ khí của DK ngoài việc phải yêu cầu sức mạnh là 1198, anh em có thể sử dụng với năng lượng NE là 1181. Bây giờ mình đang để ở mức Agi là 876 và mức NE là 615. Thì tại sao lại Agi và NE như vậy? Anh em có thể hạ mức Agi xuống và dồn xuống NE để đạt được skill attack power cao hơn để mang lại lượng đam trên một kịch đam của DK sẽ là tối đa. Nhưng đổi lại anh em sẽ bị giảm đi tốc độ đánh và khả năng tấn công thành công cũng như là lượng đẹp mà anh em đạt được sẽ bị giảm theo. Thì theo mình cảm nhận là 1300 thì đối với lượng Agi là 876 là đã là hợp lý. Ngoài ra với cái việc mang set đồ như vậy cũng như một cặp Winbot thì chúng ta hãy thử cùng với em nó đi trên ở các map để test đam cũng như xem đường đam tối đa mà em nó đạt được là bao nhiêu khi mà không sử dụng Putnik. Chúng ta hãy đi đến với map đầu tiên, mình sẽ lên hẳn với map Kayong 1050. Ok, như vậy là mình vừa mang em nó đến với map level 1050. Thì chúng ta hãy thử xem em nó có thể trên ở cái map này hay không và lượng máu mà em nó phải mất đi là bao nhiêu. Với lượng trang bị trên người là set Maticot cộng 15 gần như là mắc. Và hiện tại mình không kiếm được cái tay của set 1200 nên mình mang tạm cái tay ông đỏ DD700, một cặp phiên tai, một ring và một viên vũ khí. Quyền thì chỉ là tổng 15 mà thôi vào lúc. Và để mình sau cho anh em thấy, mình không hề sử dụng Putnik mà sử dụng Blinding. Sử dụng Putnik thì việc đi trên khá là đơn giản. Và lượng đam của em nó đạt được là sẽ là gì? Anh em có thể ý 1.393.000 đam, rất là kinh khủng. Nhưng trong khi đó lượng đam element chỉ là 9.000 thôi, không hề có Putnik. Chúng ta hãy thử xem lượng đam tối đa mà em nó đạt được ở đây là gì. Khá là khó nhìn vì lượng đam này rất là nhiều, 212k đam, 292. Đây là lý do tại sao mình không dồn hết Agi xuống NE để có được lượng đam on hit, nhưng mình đổi lại lượng tốc độ đánh cực kỳ cao, 213-284, khá là khủng. Bây giờ chúng ta hãy đến với bảng Master. Đây là bảng Master của em đó. Ở cái cột phòng thủ mình sẽ tăng chủ yếu với khối Agi và thêm tối đa là 15 điểm của Dev để sau khi lên ở mạng 1250 mình có thể trụ được. Còn thêm đó mình sẽ build ở cả cô thôi, chỉ là điểm tối đa để có thể cộng được dòng tiếp theo. Và mình không tăng vào máu vì máu mình sẽ dồn vào điểm bên cột thứ hai là cột skill đây. Và mình sẽ lấy 10 điểm của cái Wing 3, dù đang mình mang Wing 4 nhưng mình đổi lại mình sẽ được 186 defense khi mà tăng 10 điểm ở Steel Armor. Ở bảng skill thì đây là bảng mình sẽ tăng đầu tiên sau khi đạt được một level 400 và học tiếp Sword Fury để tăng rank của Sword Blow của mình lên 1.
và 11 điểm. Tại sao không phải là 15 hay là 10? Vì ở 10 chúng ta sẽ tăng được từ 32 lên 34 điểm, nhưng khi từ 11 lên 12 chúng ta chỉ tăng từ 34 lên 35 điểm attack power mà thôi. Việc tăng như này rất là kỷ điểm, nên mình chỉ dừng lại ở điểm 11. Đây là lý do tại sao rất nhiều cột mà mình để 11, 13 và tăng tối thiểu 10 điểm vào đâm gió để có thể học được support của lâu. Và ở đây mình có lấy 10 điểm vào combo và 10 điểm vào rút để có thể trong các trận đi chăn bóp gặp phải đối thủ mình vẫn có thể PVP được, và mình tăng vào 20 điểm mark line và mark line boss ở cái cột tấn công thì mình sẽ tăng điểm tối đa vào attack rate nhưng lại là 11 điểm vào one hand để lấy cái gì, để lấy được attack power cực kỳ quan trọng và 10 điểm vào vòng máu cũng như 11 và 13 điểm vào minh mắt ra. Ở đây mình đi PVM là chủ yếu nên mình sẽ dồn vào 10 điểm của hồi 100% HP và 10 điểm của hồi 1 đòn đánh. Ở đây mình sẽ tăng tiếp 11 điểm cho mỗi ô crit dam, excellent dam, double dam cũng như là bỏ vào phòng thủ. Ở ô battle mai mình sẽ tăng 11 điểm để khi quậy ở trong vòng hai cái ô tấn công thì lượng dam của mình sẽ được tăng lên để quậy đến gần mình và gây cho mình mất rất là nhiều máu, khó khăn trong việc ok. Anh em có để ý lượng máu của mình lên 95 binh mang theo nhưng hiện tại vẫn chưa mất đi binh nào. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm búp của ngọc sụt và ngọc led. Lượng đam của em vào tăng lên cực kỳ rõ rệt, 1.5 triệu trên 1 giây. Trên 1 giây nha anh em, đam bình thường trên giây chứ không phải là tổng đam nha anh em, cực kỳ khủng khiếp. Trước khi đến với bảng Master Boss, chúng ta hãy đến với map mới. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đến map trên trời Death Smoke Agaroth. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến map 1150. Và như anh em có thể thấy, map cực kỳ tốt và cực kỳ ổn định. Hiện tại lượng máu của mình bây giờ là 90 bình. Và chúng ta hãy để xem em nó có thể tụt lượng máu xuống 89 bình hay không. Mình không hề sử dụng cút nít. Và lượng đam trên dây của mình đạt được vẫn là 1.400.000 ngàn đam, cực kỳ khủng khiếp. Để xem ta đạt được đường đam one hit tối đa là bao nhiêu. Hiện tại mình thấy 247 ca đam, xuất hiện rất nhiều 247 ca đam. Tỷ lệ cứu quả là 0.34 con trên 1 giây, cũng rất là ổn định. Khi vậy mà khi level mình đã là max level nhưng mà không hề có phút nick. Bây giờ chúng ta hãy đến với bảng Master Boss. Trước khi đến với bảng Master Boss, mình sẽ cùng với anh em lưu ý một điều là anh em có để ý khi mình sử dụng độc. Đây mình sẽ đợi một lát. Đây 44 ca đam, anh em có thể nổ đam không? Mình sẽ phải đợi một lát nữa, 27 ca đam. Đam xuất hiện rất là dày. Khi mà mình sử dụng cái hệ độc, ngoài cái việc đam mình gây ra, quái con hệ độc đây 41 ca đam, nổ cực kỳ nhiều. Máu tụt bao nhiêu sẽ hồi lại bấy nhiêu, bởi vì mình tăng máu đến một con đánh cũng như là hồi tỷ lệ hồi 100%. Đấy, nổ, anh em thấy không? Nổ ra đam màu tím. Thì cái đam màu tím này xuất hiện như nào? Không phải đam màu tím này nha anh em. Đấy, đam 44x2 đấy. Mình sẽ phóng nhỏ lại một chút để cho anh em có thể thấy được. Đấy, 88 ca đam, anh em thấy không? Nổ 88 ca đam, cực kỳ ngon, 44. Nổ rất là nhiều, 44. Đó, 44. Đây, cái 44 ca đam đó ở đâu mà ra? Chúng ta hãy đến với bảng Master 4 ngay bây giờ. Đối với bảng Master 4 của em nó thì khá là đơn giản. Vì với việc mình sử dụng hệ độc, với hàng đầu tiên bật bảng skill, mình sẽ tăng mắt để lấy được lượng đam rất là tối đa, cũng như là có thể lấy thêm 10 speed. Ngoài ra mình sử dụng hệ độc, mình sẽ tăng vào 10 điểm ở ô đầu tiên để tăng tỷ lệ xuất hiện vòng tròn độc khi mà mình đánh trúng quái.
và cái ô thứ hai là khả năng nhân hai đa khi mà quá trình hiệu ứng. Ở cái ô thứ hai có xin xem đam thì cái đấy là đam dot, là đam over time, đam trên mỗi giây sẽ được tăng bởi 20 điểm và lượng đam của mình đạt được ở cả hai là lên tầm 7-7 đam. Cái ô thứ ba tức là tăng khả năng quái bị hiệu ứng, với mỗi 10 điểm mình sẽ được thêm một con quái bị hiệu ứng, và ở đây mình sẽ tăng 20 điểm cả trên cả dưới và mình sẽ được tăng lên 2 con quái, tổng với 4 con là 6 con. Ở ô thứ tư là skill gain, ở ô này mình sẽ tăng cái tỷ lệ mà quái dính hiệu ứng của mình. Ví dụ mình đánh 7 đòn thì chỉ cần 2 đòn là nó đã dính rồi, và việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì mình sẽ nói sau một nữa. Ở cái ô cuối cùng rất là đơn giản, tăng cái vòng tròn của mình to lên một ô và tăng cái thời gian của mình cái vòng tròn lưu lại đến 10 giây. Ở bảng bottom của cái skill trên hàng cái cùng thì đấy, anh em có thể nó sáng lên không, mình chỉ vào nó sẽ sáng lên và nó sẽ phụ thuộc ở thế này. Mình chỉ tăng 15 điểm vào HP và 20 điểm tối đa vào Agi. Ở đây mình sẽ tăng vào Agi để lấy được Attack Success Rate, tức là khả năng tấn công thành công. Mình kéo qua một chút cho anh em thấy. Đây Attack Success Rate 7800 là nó sẽ phụ thuộc vào việc mình tăng Agi ở đây, cũng như là Agi chỗ này, cũng như là bảng Max. Bảng Master ở 400. Ngoài ra mình sẽ lấy 10 điểm thủ ở Win để lấy thêm một chút đẹp. Và ở bảng phía dưới mình sẽ tăng mắt ở 40 vào đám của nhân vật, và ở dưới cùng là 40 điểm star vào Agi để lấy được tốc độ đánh đẹp cũng như là khả năng tấn công thành công. Ở ô thứ 3 mình sẽ sử dụng tăng 40 điểm mắt vào skill đam để tăng lượng đam đấm của mình lên, và 10 điểm vào đam của mình bốt vì mình đang sử dụng bốt. Ngoài ra có một cái hay ở đây chính là đẹp đi bút nổ đam đi bút. Các anh em tăng nổ đam đi bút là ở cái ba cái thuộc tính này mà thôi, và để xảy ra được cái nổ đam thì anh em phải tăng tối thiểu 10 điểm đấu đầu tiên thì mới xuất hiện được khả năng nổ đi bút, và muốn nổ được đi bút thì anh em phải cài đặt auto cho nó. Ở đây mình sẽ tăng 10 điểm 20 và 20 như anh em đã thấy thì cài như nào. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Mình sẽ bật bảng auto của pin lên. Đây anh em có thấy không, nổ đi bút mà position này nó sẽ nhảy liên tục. Đấy, nhảy lên các chấm nổ đấy, có hình đầu lâu nổi lên, lượng đam nổ cực kỳ khủng khiếp, nó sẽ ngang với cái việc nổ gần như là bút tít, không hề thua kém. Anh em có để ý không, nãy giờ 90 bình vẫn là 90 bình, không hề tụt. Hiện tại mình đang solo, không sử dụng một bút gì hết. Đấy, vừa nói xong tụt xuống con tập đám rồi. Chắc chắn là xảy ra do màng lá, khả năng tấn công của mình bị chậm đi một giây và quả nó đẩy xuống mình, và mình không hồi kịp máu. Ở đây chúng ta sẽ bỏ cái ô skill đi nổ đi bút vào cái bảng auto ở cái ô activation, và chúng ta phải tích vào đi bút này và để vào tích vào đầu tiên, mà khi quả dính hiệu ứng nó sẽ sử dụng auto dùng skill ngay lập tức. Đây anh em có thể thấy ở dưới skill sử dụng nó sẽ có thời gian đi cao đao là 1 giây. Lượng đam của mình sẽ giao động từ 1.200.000 đến 1.300.000, cực kỳ khủng, solo cực kỳ ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đến với map cao nhất, map mới ra của season 16.1 là 1250. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến map cao nhất 1250. Thì đối với map này, cái lượng đam mà quả gây ra cho bản thân của mình cực kỳ cao, nên mình sẽ phải núp góc. Và khái niệm núp góc ở đây không phải là mình không tên được, và chỉ là mình tránh cái lượng đam mà quả gây ra cho mình tối đa mà thôi. Anh em có để ý quả bé một phát lên được 800 máu, cực kỳ thốt, gần cả cá máu. Khi mà mình tấn công không kịp thì lượng đam mà quả gây ra cho mình đến mức mình phải sử dụng bình máu, hiện tại là 68 bình.
Và anh em có để ý, lượng đam của mình vẫn không hề giảm đi. 1.300 đam, quá là khủng. Nhưng mà tỷ lệ kêu quái sẽ bị giảm từ xuống từ 0.34, còn xuống 0.29, 0.3. Và hiện tại mình đang không sử dụng bút mít. Nếu như mà anh em sử dụng bút mít thì cái việc mà anh em kêu quái sẽ rất là cải thiện rõ rệt, với khả năng gây đi mất 16% máu tối đa của cái nhân của con quái đó. Thì việc anh em cứ liên quái cực kỳ là đơn giản. Và anh em có để ý thêm một điểm, lượng nổ đam của debuff này ra liên tục đấy, không hề vì lên map cao hơn mà nó sẽ giảm đi, nó vẫn sẽ giữ nguyên ở con số là 44k đam ở bình thường và 88k đam tối đa. Nổ đấy, 44k đam hay con chó chuột của mình đấy, một giải luôn 44k đây, vừa nhảy xong. Và lượng đam tối đa của mình là đạt được ở đây là bao nhiêu, chúng ta hãy cùng thu nhỏ lại một chút để xem lượng đam mà em nó gây ra. Mình vừa nhìn qua là 120k đam, 230k đam, không hề giảm đi bao nhiêu hết, cực kỳ khó chịu với khả năng bỏ qua phòng thủ. Hiện tại là 66 bình, farm cực kỳ ổn định ở 0.29 con quái trên 1 giây. Và lượng đam trên giây là 1.329. Lượng đam thuộc tính vẫn là 9k, khá là ngon. Thì trên đây mình muốn giới thiệu với anh em ở cái map cao như vậy, map bơi 1250 Arenil Temple, anh em chỉ cần trò chuột vào là có thể thấy được. Đây là khó thấy, đây attack 11k, lượng đam mà quái gây ra cực kỳ lớn, nên việc mà mình phải chịu cái lượng đam này khá là cao đấy. 1k đam, 1.1, rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn có thể cứu quái và đợi quái hồi sinh, chứ không phải là không thể farm quái chậm được, nhưng mà mất máu thôi nhé. Nếu như mà đi với EE hoặc team thì cực kỳ tốt, có thể kèm theo một sum để bút mana siêu hoặc là một EE để bút đam cũng như là giáp, thì việc BM làm kill lơi chỉnh cho team là cực kỳ có khả năng. Khi mà anh em muốn kéo team lên map cao hơn, hoặc chỉ cần một mình BM mà đi kéo cho 5 con khác, với việc làm lại BM ở skill mới là Sword Blow Ranger 7 sau khi anh em sử dụng book của Sword Fury và tăng được Master lên 1 rank thì em nó từ 5 đá lên 7. Ngoài ra việc anh em dùng đi book độc thì quả sẽ nhiều toxic đấy, độc nó sẽ nhảy 8% máu hiện có của con quái cũng khá rất là nhiều. Nên đây là một số điều chia sẻ của mình về bản season 16.1 đối với nhân vật DK đi theo đường skin sử dụng skill là Sword Blow, đấm cực kỳ xa nha anh em, nhớ này không, ở xa lắc này nó vẫn vẫn chín. Hy vọng video này có thể giúp ích được nhiều cho anh em trong việc build nhân vật. Để như anh em cảm thấy việc mình chơi đủ đồ hoặc mình phải chịu lượng đam nhiều quá, anh em có thể giảm lượng E này, để lượng đam trên một ít của em nó có thể giảm trước, anh em đổi lại tốc độ đánh cũng như lượng đẹp, có thể lượng đẹp và lượng defense, đấy defense rate này nó sẽ cao hơn, khả năng phòng thủ của DK sẽ nó tốt hơn được. Và có thể sắm nhau mình một cái tay của set 1200 thì việc đẹp của em nó từ 6.4 lên 6.6 là điều cực kỳ có khả năng. Bye bye và hẹn gặp lại nhé ở các video tiếp theo đối với nhân vật Bull cũng như là nhân vật Sword Witcher hay là các nhân vật khác ở season 16 sẽ có những thay đổi như nào và sẽ đồ của em nó ra sao. Các bạn hãy đón chơi các video tiếp theo của mình. Bye bye và hẹn gặp lại nhé.